thằng này anh định cắt sao anh? Anh cắt cho em sao mà kiểu giống như là em muốn để dưỡng nó dài nhưng mà để kiểu hơi unisex tí. Đầu tiên có cái để mình góp ý đầu tiên nhé. Cắt cái khung này thì gọi là tạm thôi. Chứ muốn mà đẹp là ngôi, phải bắt buộc phải đổi ngôi luôn. Những cái ngôi của mình á thì nhìn cái cho mượn cái gương chiếu hậu một tí mấy bạn ơi. Nhìn đỉnh đầu của mình nè. Cái đường ngôi nè. Nó cong như hình chữ S vậy đó. Ha. Nó không thể nào thẳng được, bắt buộc thẳng phải đổi ngôi tại vì xoáy mình xoay qua trái chứ không phải xoay qua phải. Nếu mà nó xoay qua phải thì mình để ngôi này là đúng rồi. Nhưng mà xoay qua trái thì mình để cái đường ngôi nó nhìn không thể nào đều được. Cái gáy nè, khi nó mọc ra là nó cứ rất là lộn xộn, nó cứ tầng, nó cứ mặc ra lộn xộn chứ nó không có vào đúng cái form nếp của nó được, rất là khó. Nên bắt buộc cái tóc này nếu mà thực sự anh muốn đẹp á, cái này nói thật là anh nên đổi ngôi lại. Đổi ngôi lại thì mình, nếu mà cắt theo cái khung này thì mình sẽ khỏe hơn rất là nhiều tại vì cứ để khung cắt thôi. Nhưng mà nếu mà để gọi là quyết định thay đổi để cho nó đẹp thì nên đổi ngôi lại thì mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn. Mình nói thật thì anh thấy như thế nào mà hợp với em á, anh cứ để thì chắc lần đầu ngôi nó chưa, lần đầu nó chưa vô khung thì từ từ nó vô. Không, lần đầu mình làm là nó sẽ vô luôn chứ không phải sợ. Cái tóc này lần trước có uống rồi đúng không? Đúng rồi. Cái mẫu mong muốn của mình là gì ạ? Nó hơi giống như thế nào rồi mình tư vấn lại cho em. Cũng chưa có định hình là để như thế nào đó. Chỉ biết là giờ em chỉ muốn là dạng em nhân múa em cũng muốn để hơi unisex tí. Unisex nó rộng lắm nha, nhưng mà cái dạng là nào mình sờ trên mạng thì cái dạng đó không ấy là gì nè, tối em vẫn làm bóng ba cho nên giờ muốn là nó tối em hơi vuốt lên thôi. Nhưng mà bình thường nếu mà em xả tóc ra thì nó sẽ đủ tí, nó vẫn được. Ok. Hồi trước là mình làm ba mấy năm luôn. Anh làm đâu? Hồi xưa mình đây 030 nè, 02 cô nè. Em làm nhiều ít đô. Ít đô biết không nhỉ? Đô không biết. Em làm chắc tầm 2016 á. Chắc hết làm. Hết là 2016 thì hết. Hồi xưa là 030 nè, rồi... Hồi đó em làm chiêu á, em biết chiêu không? Chiêu Sky hả? Ừ. À, biết. Chiêu thì làm năm 2014. Chiêu thì mình không có làm, chỉ có lên thôi, chứ chưa có làm ở đó. Thường thì em không làm ba hộp, em chỉ làm mấy cái lao hơi cao cấp tí. Sửa khung lại thay đổi cho nó đẹp trai tí không nhá. Nhưng mà cái chất tóc của em nó cũng hơi hơi cứng, hơi dày. Ok. Dễ tóc này dễ lắm, không khó đâu. Nó không phải là chất tóc khó đâu, khỏi lo đi. Nhớ bữa trước mình nói hào 2 giờ mà ta. Hay nhớ. Chứ giờ chứ chắc là lộn á, chứ giờ mình hẹn là 2 đúng giờ lắm. Rồi. Như anh em ruột với thằng Hào luôn sao những đúng cái rồi. Giọng nó giống nè. Không, em đang bệnh đó. Hả? Mới bệnh hết, mới hết bệnh. Nhưng mà anh ruột nữa. Lên em. Mấy anh em cứ lên lầu thoải mái đi, không sao đâu. Lên mở máy chiếu mấy đồ ra trước đi anh em. Bình thường khách chắc mình phải về phòng của mình chứ. Mình có cái phòng ở dưới tu Tô Ngọc Vân á, để chuyên ở đâu? Làm tóc Tô Ngọc Vân Thủ Đức á. Làm sao quá. Cái trước giờ là... Bình thường á là em chắc ở cái old fashion cái chỗ Bình Thạnh á. Anh biết chỗ đó không ta? Không, mình có không mới. À, chỗ đó nó hơi cắt theo kiểu cổ điển tí. Nhưng mà gần đây em không có làm việc trên đất, gần đó cái làm biển là cái tiệm, cái chỗ mà mình để quay phim đây. Dễ thương thương ha. Cái này theo gì dạng nó giống như cái của mình ở dưới, nhưng mà không cổ điển bằng cái của mình ha. Vậy hả? Tại vì mình thường có em cái hết đây nè, thật thường ở đây luôn á. Cái dưới đó của mình thì mình chuyên để mà quay phim quay đồ luôn thì nó đầy đủ lắm, chứ không phải là ở đây. Ở đây là bàn làm việc của mấy bạn xài cá thôi. Sửa khung lại hơi nhiều nha. Này.
lửa tới đâu mình sẽ giải thích cho bạn hiểu luôn nhé. Nè, giờ nhìn khung này nè. Anh cứ làm thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Không, không hiểu đâu. Ở sau này là họ cắt đúng nè. Ở trước họ cắt bị sai nè. Cái đường ngôi nhìn là đang thẳng, đúng không? Nhưng ở đây là bị dư ra chùm. Thấy không? Thấy không? Nè, đường ngôi thẳng, đường ngôi nó thẳng là đúng thẳng luôn nè. Nó không có méo gì hết nè. Nhưng ở sau thì đúng nè. Nhưng ở trước thì dư là đợt trước. Chứng tỏ một đường họ chia đường ngôi bị méo thôi. Không có đường nào tránh được hết á. Thì bữa đi ba lê cắt vội á, cái nghi là cắt đại. Đó, anh em xài senior mà để nó kêu con đôi xịn mà để nó kêu dữ vậy anh em. Hai bên mình muốn sát nhiều hay muốn tự nhiên thôi? Anh lấy sao hợp nhất anh nào. Ok, rồi tự xử luôn phải không? Rồi. Em định để tóc làm sao nó dài vậy đó, nổi ai. Nhìn kiểu giống như lúc đi làm thì cột lên rồi rút nó gọn gàng, nhưng mà lúc bình thường sẽ là gọi là đi diễn luôn như để thì đi mặt... diễn á, kiểu như để nó rủ rượi vậy. Cái mặt của bạn, cái mặt của bạn là để được đẹp chứ không phải xấu. Nhưng mà nếu mà muốn dưỡng thì phải cắt bỏ cái này, dưỡng từ từ đó nè. Chắc đang cắt tầng hai lớp rồi nè. Mà cái xu hướng cắt lớp hai lớp như thế này thì có thể là khoảng tầm 8 năm trước thì nó hợp, còn bây giờ thì nhìn nó không hợp lắm đâu. Bây giờ mình cũng có bùn, mình cũng phải bỏ để mình dưỡng ra lại. Thì vài bữa muốn dưỡng mua lát thì cái mặt là để mua lát, nhưng cũng nhìn nó cũng man, nó cũng đẹp á, không có xấu đâu. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots, they're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nons. You are not as tough as me.